Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi game Subway Surfer. Và hôm nay nhân vật chọn là Burger King Channel. Ok, play luôn. Burger King Channel chứ không phải Channel. Vua này phải chạy cái này. Dạ rồi. Tiếng bé quá, để chỉnh tiếng to lên tí. Ok. Có tí tiếng rồi. La sót. Một trăm ca để làm nhiệm vụ cái nào. Hai chữ rồi. Ok. Được 50k rồi. Ok. 77.000. Mười sáu nghìn nữa là được, là xong cái nhiệm vụ này. Chắc là xong 100.000 nó phải tăng thêm. Ok này, đấy. Chạy 300.000 điểm nữa. Nam châm này. Ký thị quảng, ký thị quảng. Ôi là gì ạ? Ôi dồi. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Ít 2 điểm. Chạy được 200 rồi, còn 200 nữa. Ui dồi. Ây. Là phải cái giày rồi. Nam châm này. Ok, 300k. Ahem.
cao. Lại chạy 200.000 nữa nhá. À, 200.000 nữa là 600 rồi. Đây. Ok, ok. Tí thì chết. Ây. Xà một cái chìa khóa đi. Rồi. Xong rồi đấy. Rồi. Mãi 200k nữa. 800k à? Tám trăm k. Ok này. Rồi 100k nữa thôi. Rồi. Mượt quá mượt. Ui, lại 100.000 điểm nữa. 2 à.
300k được mua 6m, 300k nữa. Ấy. À.